Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà giá rẻ sân ô tô, nhà mình ngang năm. Video này em Hải sẽ gửi tới anh chị mình căn nhà này 2 tỷ 680 triệu, nhà trệt lầu anh chị nha, ngang năm dài 16, thổ cư 100%. Đây căn nhà này, đây là một căn nhà giá rẻ mà nằm trong khu dân cư đẹp. Cái đường này thì nó thông bàn cờ 13 m tổng, tính cả vỉa hè cây xanh. Quý anh chị thấy khu dân cư đẹp không? Đó, quá trời đẹp luôn. Căn này hiện tại bây giờ phải nói là rẻ nhất trong khu này, không có căn thứ hai, chính xác anh chị nha. Bên em luôn luôn chọn những cái bất động sản giá rẻ nhất thị trường để ghi hình cho toàn thể anh chị mình xem trên kênh YouTube của em Hải. Cái đường này nó thông bàn cờ trong khu dân cư, quay hàng xóm để anh chị mình cảm nhận. Cho đây là thành phố Thuận An quý anh chị nha. Đó. Thì đây là một căn nhà sổ hồng riêng với bề ngang 5 và dài 16 là 80 m, thổ cư hết, thổ cư 100% mà em Hải sẽ ghi hình để anh chị tham khảo. Nhà sẽ có 3 phòng ngủ, có lối thoát hiểm và nhà mình có sân ô tô. Đó, rất ok với chị nha. Vỉa hè trước nhà là 3 m. Đây, sân ô tô nhà mình đúng không chị? Đó. Anh chị mình sở hữu ngay một căn nhà giá rẻ, mình để ô tô thoải mái luôn. Mình có thể cho thuê nếu mình không dùng tới với anh chị nha. Đó, thời điểm này thì mình sẽ có rất là nhiều nhà rẻ để cho anh chị mình tham khảo. Nhưng mà thường thường những căn nhà rẻ sẽ được bán sớm anh chị nhá. Đó. Tại vì nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê rất là cao. Đấy. Thì đây là một bất động sản rẻ mà em Hải sẽ ghi hình. Anh chị nào thấy được video này mà thấy căn nhà này phù hợp thì hãy đi xem sớm giúp em nhé. Căn này sẽ bán sớm thôi. Đấy, với mức giá này thì sẽ bán sớm. Nhà mình gần với ngã tư Bình Chuẩn, Ủy ban Phường Bình Chuẩn. Đấy, và chỗ đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Một căn nhà đang trong quá trình sử dụng anh chị nhé. Nhà thì cũng mới xây thôi, rất là kiên cố, rất là ok, chắc chắn. Nhà xây ở mà, quá ok luôn quý chị ạ. Đấy, phòng khách của nhà mình đây này. Nhà mình ngang năm nên đây là một cái điểm cộng. Ngang năm và dài 16 là 80 m anh chị nhá. Thổ cư hết, sổ hồng nha. Mua là công chứng san tên chuyển nhượng, có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình nếu mà trong quá trình mình mua mình cần vay thêm ngân hàng. Đấy. Em quay lại cái khu vực sân ô tô cho anh chị mình cảm nhận nhé. Rất ok quý chị. Ô tô xe máy mình để thoải mái luôn. Nhà mình có sân trước. Đấy. Một cái phân khúc giá rẻ như thế này mà sở hữu một cái sân có ô tô thì trên thị trường không có đâu anh chị, không có nhá. Đó. Thì đây là một cái bất động sản mà khá là hợp lý, rất là đẹp luôn, giá thì rẻ, công năng thì quá ok, có sân ô tô. Đó. Nhà này cũng mới xây thôi anh chị nhé. Anh chị nào mà thấy phù hợp thì hẹn em Hải ở ngã tư Bình Chuẩn, Ủy ban Phường Bình Chuẩn, Giáo Sư Bà Trà để mình đi xem. Đó là những cái vị trí mà gần với căn nhà của mình, nó chỉ cách khoảng 500-700 m gì đó thôi, khoảng đó anh chị nhé. Đấy. Và em xin được nhắc lại, nhà tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, phòng khách cho mình đây, sân ô tô ngoài đó. Đấy. Quá ok luôn quý anh chị. Một căn nhà trệt lầu, căn này có 3 phòng ngủ, có phòng thờ đầy đủ luôn, có nhà bếp, nhà ăn và sân ô tô. Nhà bếp mình đây quý chị nhá, nhà vệ sinh dưới thì ở bên đây. Đó, đây nhà vệ sinh dưới. Còn lại sau đây mình sẽ có một cái lối thoát hiểm quý chị, đây này. Nhà mình nằm trong khu dân cư nên ở phía sau này có lối thoát hiểm 2 m anh chị nhá. Đây. Cái lối thoát hiểm này thông hai đầu, mình mở cửa sau rất là thoáng và mở cửa sổ. Đây nhà vệ sinh mình đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, có rất là nhiều nhà đất để cho toàn thể anh chị mình tham khảo. Nhất là những anh chị mình chưa có thời gian đi xem thực tế thì mình hay xem ở trên kênh YouTube của em Hải nhé. Đấy, mở TV lên và xem thoải mái quý anh chị. Trên đây thì em ghi hình thực tế và đưa thông tin đầy đủ chính xác hết rồi. Đấy, anh chị mình chỉ cần đi xem xác thực và thỏa thuận giá cả chính chủ nữa, thì nếu mà được thì mình sẽ mua quý anh chị ha, mình sẽ vào việc. Nhà ngang nằm lên rất là thoáng quý anh chị nha. Em sẽ lên lầu quay 3 phòng ngủ ở trên đây cho anh chị mình xem. Đấy. Ở trước kia sẽ là phòng thờ, rồi tiếp tục 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và đây 1 cái nữa. Đó, 3 cái phòng ngủ anh chị nhá. Đấy. Quá ok. Một căn nhà giá rẻ 3 phòng ngủ mà lại còn sân ô tô. Đấy. Nhà ngang 5 và dài 16 thì còn gì bằng nữa anh chị. Chưa tới 2,7 tỷ ha. Chỉ có 2 tỷ 680 triệu thôi. Một căn nhà sổ hồng riêng. Mức giá này chỉ ngang ngửa với đất trong khu này anh chị nhá. Đó. Anh chị nếu mà biết thị trường ở đây thì anh chị sẽ rõ ha. Rồi cái phòng ngủ này đang có người, em chỉ quay vậy thôi anh chị. Còn 2 phòng ngủ nữa em sẽ quay chi tiết cho anh chị mình xem. Đó. 3 phòng ngủ này về cơ bản giống nhau, nó sẽ như vậy nào anh chị. Quá ok, phòng ngủ phía trước này cũng vậy. Cái hành lang này cũng rộng tại vì nhà mình ngang 5 m đó quý chị. Nên rộng rãi thoải mái anh chị nhá. Đây. Đó. Còn ở phía trước kia sẽ là khu vực phòng thờ của nhà mình trước này. Đó. Rất ok. Một căn nhà giá rẻ đáp ứng cho anh chị 3 phòng ngủ, phòng thờ và có sân ô tô. Với bề ngang 5 m thì không phải chê. Nhà nằm trong khu dân cư, với đường trước nhà là thông bàn cờ, quá ok luôn. Điểm cộng cho căn nhà này, thứ nhất đường thông, thứ hai ngang 5 dài 16, thứ ba là có sân ô tô, và thứ tư là giá rẻ chưa tới 2,7 tỷ, chính xác là 2 tỷ 680 triệu thương lượng. Anh chị nào thấy phù hợp alo cho em đi xem sớm. Ngã tư Bình Chuẩn với chị nhá, Ủy ban phường Bình Chuẩn nhá. Rồi, em xin cảm ơn.